phân bón Đầu Trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Tin khẩn bà con ơi, bón phân Đầu Trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón Đầu Trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tin khẩn bà con ơi, bón phân Đầu Trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón Đầu Trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết thay đổi và cực đoan hơn. Mật độ và cường độ của những cơn mưa bão trong năm 2020 dự báo diễn biến phức tạp và khó lường. Làm thế nào để giảm tối đa tác hại của mưa bão có thể gây ra trong canh tác lúa? Đâu là giải pháp hiệu quả giúp cây lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã, đảm bảo năng suất? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn chi tiết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá là 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà từ chương trình. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, năm 2020, mùa mưa bão dự báo có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác lúa của bà con ở vụ hè thu và vụ mùa. Canh tác lúa trong điều kiện mưa bão với những giải pháp giúp giảm tối thiểu rủi ro mùa vụ, thu về hiệu quả tối đa sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đổ ngã làm gia tăng tỷ lệ lép là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm năng suất lúa. Cũng là hiện tượng mà nông dân đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên phải đối mặt, nhất là trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là nỗi lo hàng đầu của nông dân khi nói về lép trong canh tác lúa. Nỗi lo đó giờ là nắng, là nóng, là mưa, là gió cùng xuất hiện ngay thời điểm cây lúa trổ. Và chưa bao giờ hiện tượng này rõ rệt như năm 2020. Anh Nguyễn Đức Long, một nông dân gắn bó với cây lúa từ những ngày bé. Cái thời chỉ làm vài việc vặt đỡ đần cho mẹ. Nay anh đã là trụ cột chính, canh tác 2 hecta lúa của gia đình. Tính ra cũng hơn 20 năm làm lúa, anh và cả bà con ở vùng Vĩnh Trị A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũng phải ngỡ ngàng trước những thay đổi bất thường của thời tiết năm nay. Cái thời tiết khiến cho năng suất lúa vụ này chỉ bằng khoảng 80% vụ trước vì lem lép hạt. Nhưng mà điều thời tiết nó cũng không được thuận lợi như mọi năm. Mọi năm là thời tiết nó cũng ổn định, nó không có nắng nóng quá. Nên là lúa nó phát triển tốt mà sâu bệnh nó cũng ít hơn. Năm nay là nó cũng bị khuẩn, rồi bị nhện ré, rồi sâu hại cũng có. Thì nói chung là nó cũng bị nếp mà nó đen luôn á. Nên là cái số bông thì nó có nhưng mà nó ký nó không có. Thì như đông xuân á, thì dòng đi bà con là cũng cứ 8 tấn rưỡi đến 9 tấn. Còn mùa này thì thấy rồi. Thì mùa này chắc năng suất giá cao nhất chắc được 6 tấn quá. Còn như cái ruộng bị này thì mình không nói. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết thay đổi. Sự thay đổi ngày càng biểu hiện rõ, dễ nhìn thấy và nhận ra là những cơn mưa. Trên cùng một tiểu vùng, nơi này mưa to như trút nước, nơi khác cách đó vài km hoàn toàn tạnh ráo. Sản xuất nông nghiệp vì vậy mà ngày càng khó khăn hơn đối với bà con. Đối với cây lúa, trong mùa mưa bão, hiện tượng đổ ngã xảy ra có thể làm giảm năng suất lúa trên 10%, có khi lên đến 40-50%, ảnh hưởng đến chất lượng gạo và gây khó khăn trong thu hoạch, nhất là thu hoạch bằng máy. Lúa đổ ngã ở giai đoạn sớm, từ làm đồng đến trổ, có thể thất thu hoàn toàn. Đổ ngã sau giai đoạn lúa chín cũng bị ảnh hưởng một phần năng suất, phẩm chất lúa, tăng chi phí khâu thu hoạch. Lý giải về nguyên nhân đổ ngã gây thất mùa cho bà con nông dân, các nhà khoa học cho biết lúa ngã ảnh hưởng đến quang hợp, quá trình tạo hột bị đình trệ,
do sự vận chuyển chất khô bị trở ngại, tỷ lệ lép và lửng gia tăng. Ngoài ra, lúa ngã làm bông lúa ngập trong nước, làm hạt nảy mầm hoặc hư thối do nấm bệnh tấn công, giảm chất lượng gạo. Để hạn chế đổ ngã, các nhà khoa học khuyến cáo các nông dân cần áp dụng các biện pháp. Không xạ dày, vì xạ dày làm cho lúa ốm yếu do vươn cao, cạnh tranh ánh sáng. Lượng xạ tốt nhất là từ 80 đến 100kg lúa giống trên 1 hectare. Không bón thừa phân đạm. Chất đạm làm gia tăng hoạt động của hormone, tăng trưởng thúc đẩy lúa vươn cao, dễ đổ ngã. Lượng đạm bón trung bình cho cả vụ nên là ở mức 80 đến 100kg cho mỗi hecta tùy vụ. Rút nước giữa vụ để đắp chặt lại, rễ ăn sâu, bẻ lá tiếp xúc với ánh sáng trở nên cứng chắc, nâng đỡ thân lúa, giúp giảm đổ ngã. Cần gia tăng độ cứng chắc các lóng thân bằng cách cung cấp silic, kali và canxi. Nói chung là mùa mưa thì nó cũng có chỗ ngã. Nói chung là cái bây giờ là mình phải canh cái lượng mình để mình tháo nước khô ấy. Là có khi là lúc khô thời điểm là cần khô thì mình tháo khô, còn lúc thời điểm mà cần nước thì mình cho nước vào, nhưng mà nó có hạn chế đi thôi chứ nó không phải là tuyệt đối được. Cái này là so với hè thu mọi năm ấy thì chắc ăn là nó thất thoát cỡ phải 3 tấn cho một ha đấy. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo là hiện nay, tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung, nhà nông đang đối mặt với những yếu tố bất lợi như là khí hậu biến đổi, đất bị suy thoái, phù sa ít đã làm tăng chi phí phân bón mà năng suất lại giảm. Và theo phân tích thì nguyên nhân chủ yếu của việc hiệu quả sử dụng phân bón không cao ở ruộng lúa thường do phân tan trong nước chảy tràn qua bờ ra khỏi ruộng lúa, phân theo nước thấm xuống sâu ra khỏi vùng rễ của lúa, phân chuyển hóa thành thể khí bay hơi đi và phân bị cố định trong đất làm lúa không hấp thụ được. Trong 13 chất dinh dưỡng cung cấp cho lúa chỉ có chất đạm là bị thất thoát qua bay hơi như là khí NH3, khí N2O hay là khí N2. Trong điều kiện nắng nóng, sự thất thoát này trung bình là khoảng 40%. Còn chất lân không bị mất do bay hơi như đạm và cũng ít bị mất do thấm sâu hay là chảy tràn. Nhưng chất lân rất dễ bị cố định trong đất bởi chất sắt, nhôm, canxi, magie và trở nên không hữu dụng cho cây đến 70%. Vì vậy, để làm gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón ở ruộng lúa, bà con cần chú ý áp dụng các biện pháp. Củng cố bờ bao và đánh bùn để hạn chế mất phân do chảy tràn hay thấm sâu. Giữ nước ruộng sau khi bón phân tối thiểu là 5 ngày, mà tốt nhất là nên 7 ngày. Ở đất không giữ được nước, đất thấm rút nhanh là đất cát, cần chia phân ra nhiều lần để bón. Không bón phân khi cây lúa đang bị bệnh hay là bị ngộ độc phèn, mặn, hữu cơ và không bón phân khi ruộng bị khô hay là có rong. Sử dụng phân ure có agrotan như phân đạm hạt vàng 46A+ để làm chậm tiến trình thủy phân, giúp giảm mất đạm do bay hơi, tăng hiệu quả sử dụng, tiết kiệm từ 20 đến 25% lượng phân so với ure. Riêng lem lép hạt để phòng ngừa, các nhà khoa học khuyến cáo bà con cần áp dụng tổng hợp các biện pháp sau. Chọn giống lúa kháng sâu bệnh, xử lý hạt giống trước khi gieo xạ, thau chua, rửa mặn, khử độc hữu cơ cho đất. Giai đoạn trước khi gieo xạ, bà con nên bón lót phân chuyên dùng mặn phèn với lượng bón là từ 100 cho đến 160kg cho mỗi hecta. Gieo cấy đúng thời vụ, xạ thưa, bón phân đầy đủ và cân đối, cung cấp thêm các loại trung vi lượng cụ thể. Giai đoạn 7 cho đến 10 ngày sau xạ, bón thúc 1, phân đầu trâu TEA1, lượng bón là từ 100 cho đến 150kg cho mỗi hecta. Giai đoạn 18 đến 22 ngày sau xạ, bón thúc 2, phân đầu trâu TEA1, lượng bón là 120 đến 150kg trên 1 hecta. Giai đoạn 38 đến 42 ngày sau xạ, bón thúc 3, phân đầu trâu TEA2, lượng bón là 80 cho đến 100kg cho 1 hecta. Phòng trừ tốt các loại côn trùng, nhện và bệnh hại. Để hạn chế sự tổn thất trong mùa mưa bão, bà con cần thực hiện đồng bộ quy trình canh tác lúa thông minh, tăng cường khoa học công nghệ, từng bước cơ giới hóa khâu thu hoạch, bảo quản lúa. Đây là những việc làm cần thiết để mang lại năng suất, lợi nhuận cao cho người trồng.
Quý vị và bà con thân mến, biến đổi khí hậu khiến thời tiết thay đổi cực đoan hơn, mật độ và cường độ của những cơn mưa bão trong năm 2020 cũng diễn biến phức tạp và khó lường hơn. Để ứng phó, ngay từ đầu vụ, bà con nên chủ động áp dụng quy trình canh tác lúa thông minh giúp cây lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã, đảm bảo năng suất hiệu quả. Áp dụng các biện pháp canh tác lúa thông minh vào sản xuất, cây lúa cứng cây, hạn chế tối đa tình trạng đổ ngã trong mùa mưa bão. Quy trình canh tác lúa thông minh đồng thời giúp ứng phó với thời tiết bất lợi, đảm bảo vụ mùa năng suất. Chúng tôi đang đứng ở cánh đồng của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Và ở đây thì bà con đã làm cái giống lúa là Đại Tôm 8. Và trong cái vụ hè thu năm nay, thời tiết nó bất thuận. Tức là có những trận mưa, rồi gió mạnh trong cái lúc lúa đang trổ. Và cái thứ hai nữa là nhiệt độ nó quá cao. Trong ngày thì đo nhiệt độ là ban ngày thì nó cũng lên tới 35-36 độ, mà tối thì nó cũng trên 32-33 độ trở lên, thành ra nó quá nóng. Thành ra là chúng tôi kiểm tra thì thấy cái sức sống của các hạt phấn là nó bị yếu, thành ra cái thụ tinh thụ phấn nó có bị ảnh hưởng, tỷ lệ thụ tinh thụ phấn nó có ảnh hưởng, và cái giàu gạo đó do ảnh hưởng của những cái trận mưa và gió bão trong lúc lúa trổ đó, ảnh hưởng đến vấn đề là tỷ lệ lép. Thành ra là chúng tôi đánh giá là bị hai cái vấn đề đó, nó làm giảm năng suất của bà con có thể tới 20%. Và một cái phần nữa là nông dân cũng đã có ra đồng thường xuyên, nhưng mà một số chỗ vẫn bị nhìn vé tấn công trong điều kiện là nắng nóng. Và nếu bà con phòng thủ không kịp thời thì nó làm cũng ảnh hưởng tới cái lép. Tuy nhiên là nhìn cánh đồng mà đằng sau lưng của chúng ta đó, thì rõ ràng với cái vấn đề là bón phân đầu trâu đó, thì cho thấy toàn bộ cánh đồng nó có một cái sức sống rất là tốt, là toàn bộ cánh đồng là cứng cây, nó không đổ ngã, là bón phân cân đối, nó không thừa phân, và trong đó thì có bón lót cái phân đồng trong phèn mặn, cũng như là bón thúc TA 1 hai lần 70 ngày 20 ngày, rồi bón đón đồng là TA 2. Thành ra chúng tôi thấy rằng là cái cánh đồng này nó cũng có vẻ hơi trội hơn so với là xung quanh bà con bón phân đơn. Thành ra là cũng tương đối phấn khởi, đánh giá là cái tiền lời thì nó không cao, có thể là vài triệu một công thôi đó, nhưng mà nó cũng cho bà con thấy rằng là sử dụng cái phân bón đầu trâu nó thích hợp cho cái cánh đồng lúa của Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, đặc biệt trong cái mùa mưa gió bão, và cái tác động thấy rất rõ đó, lúa cứng cây không đổ ngã, lúa cái vào chắc cũng tương đối thuận lợi và nó sáng hạt cho tới giờ phút này. Hiện nay thì các nhà khoa học là rất cảnh báo đối với lại sản xuất, đối với bà con nông dân là phải nắm bắt cái tình hình diễn biến thời tiết khí hậu thủy văn, và đặc biệt là năm nay là hạn mặn rất là nhiều, rất là lâu, thành ra ảnh hưởng rất là lớn đến việc bố trí sản xuất mùa vụ, và đặc biệt cái tình hình mưa gió bão năm nay đó là rất là bất thường, là chúng ta có thể thấy là cái góc này mưa nhưng mà góc khác lại chưa mưa, là mưa rất là lớn, là mưa rồi gió giật nữa. Thành ra là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh trưởng phát triển cây trồng. Và đặc biệt nếu mà cái ruộng lúa nào trổ trong lúc mà mưa lớn rồi gió giật mạnh đó, thì chắc chắn ảnh hưởng tới vấn đề thụ tinh thụ phấn. Nó làm tăng cái tỷ lệ lép. Và cái điều đó không thể tránh khỏi, mà chúng ta không thể dự đoán trước được là cái ngày nào mưa gió giật lớn vân vân. Trong cùng một huyện nhưng mà chúng ta thấy là có thể đi cái đầu này thì mưa nhưng mà xuống tới cái đầu khác là nó lại là không có mưa. Do vậy thì quá là khó để mà dự báo được cái thời tiết, cái khí hậu, cái thủy văn. Chỉ dự báo chung là năm nay là cái tình hình là đầu vụ thì nắng hạn khốc liệt. Nhưng mà từ giữa vụ trở đi là mưa bắt đầu nhiều, là mưa dồn dập, và tới cuối vụ đó thì mưa nhiều hơn. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đầu vụ thì dễ bị xì phèn, dễ bị nắng hạn, dễ bị nắng nóng. Nhưng mà giữa vụ và cuối vụ thì mưa nhiều, và nó ảnh hưởng tới vấn đề là mây mù, ảnh hưởng tới vấn đề thiếu sáng, ảnh hưởng tới vấn đề gió giật, ảnh hưởng tới thụ tinh thụ phấn và đổ ngã. Đó là những vấn đề rất là khó khăn đối với bà con trong vấn đề là bảo vệ cây trồng trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu, thời tiết nó quá khó. Còn một vấn đề khác nữa là năm nay thời vụ nó bị
biến động bởi nắng hạn và bởi khô, bởi xâm nhập mặn đó, thành ra là cái thời vụ của cái vụ mà hè thu đó thì đa phần bị hơi trễ so với là bình thường. Thành ra chỗ nào làm hai vụ thì có thể chủ động được, nhưng mà chỗ nào làm ba vụ đó thì rất là vất vả, vì nếu mà làm chậm á, thì cái vụ sau nó không kịp, mà còn làm sớm quá thì bất lợi với thời tiết. Do vậy thì các nhà khoa học khuyến cáo nên chăng nông dân nên sắp xếp lại. Làm lúa thì phải thuận thiên, là phải bố trí làm sao đó hai cái vụ chính á, nằm trong cái vụ mà có cái lượng nước mưa tương đối dồi dào, rồi nước ngọt trong kênh rạch, để chúng ta chủ động để mà chăm sóc cái lúa thì nó sẽ rất là tốt. Ngoài ra giữa cái vụ hè thu sớm với đông xuân, giữa cái hè thu muộn với đông xuân sớm đó, những vùng hai vụ nhờ nước trời đó, hay là chúng ta canh đó, thì có thể chúng ta sẽ làm vụ rau màu của những cái thời gian còn lại. Nếu mà chúng ta có một số cái nước ngọt có thể mà bổ sung được thì nó sẽ tăng cái kinh tế, đời sống, thu nhập của bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn của chuyên gia vừa rồi đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong tiếp tục nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thứ tư góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi của chương trình. Giải đáp câu hỏi tuần trước. Đối với bưởi da xanh, bón thừa đạm dẫn đến muối bị sượng, vị ăn lạc, dễ hư thối. Xin chúc mừng khán giả đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá là 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: bón phân đạm cho cây lúa theo phương thức nặng đầu nhẹ cuối là đúng hay sai? A là đúng, B là sai. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Cải tạo đất vườn để tăng độ màu mỡ, nâng cao hiệu quả canh tác là việc nhà vườn cần chú ý thực hiện thường xuyên sau mỗi mùa vụ. Việc cải tạo này, nhà vườn cần chú ý điều gì? Chế độ dinh dưỡng thế nào là hợp lý để cây trồng phát triển? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá là 300.000 đồng từ chương trình. Cà phê Triệu Cành quả to chín đều là kết quả của một quá trình chăm bón. Khởi đầu từ đầu trâu mùa mưa được nghiên cứu chuyên biệt cho cà phê, cân đối NPK, bổ sung vi lượng hợp lý, giúp quả lớn nhanh, chín đều và chắc hạt. Đầu trâu mùa mưa niên vụ 2020, tiếp bước cho vụ mùa thắng lợi. Phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà nông.